Xin chào mọi người nha, chào mọi người đã quay lại với lại channel của Tạo Vlog của mình nhà Tạo ha. Hôm nay mình sẽ đi hái cà na mọi người, tới mùa cà na rồi. Cà na này, Tân Phước à, chạy xe ngang đây là mình ngửi thấy cái mùi Tân Phước mình biết trái cà na này. Xì xì đống này, đây rất nhiều lượng trái bự hái thôi, cái nhỏ không hái. Rất là nhiều luôn. Chả đủ số nhặt mới được. Chả chín nữa nó thơm lắm, bớt chua. Mai này vào đây. Lắm. Cái nào là xanh kìm. Bây giờ bẻ thêm chút nữa đây về. Cái này cái cao quá cao không chèo được. Nó nhỏ lắm. Sai quá sai lắm. Thank you.
Chào mọi người nha, chào mọi người đã quay lại với lại channel của mình ngày hôm nay hả? Mọi người biết quả này là quả gì không? Chắc chỉ có miền Tây mới biết thôi nào. Miền Tây hoặc các tỉnh lân cận miền Tây như Bến Tre nó thì biết trái này kêu là trái cà na. Cái vị của nó, trái nó xanh nó như vậy. Tại cà na đầu mùa nên nó cũng nhỏ. Mấy trái mà dạng cỡ nhỏ nhỏ thì cỡ này nó bự. Vị của nó thường nếu mà ăn sống thì chấm với lại muối ớt nè. Mời mọi người nè. Trái này mới trái chín rồi. Chấm muối ớt thật là cay rồi. Cái vị của nó chua chua, nó chát chát. Đã lắm. Rất là chua. Con trái nó chín rồi. Nó thơm. Cực kỳ chua chát. Cái này còn đắng đắng nữa nhưng mà ăn là ghiền. Trái đặc trưng của miền Tây. Mình nghĩ chắc miền Bắc không có đâu. Người ta có nhiều kiểu sơ chế. Người thì hái xanh như vậy nè. Chỉ cần trộn với muối, ủ với muối khoảng có chừng một ngày thôi. Một ngày nó thơm. Mùi vị nó thơm, nó chín đó. Chín cái này. Nãy là mình đun cây nó rụng mấy trái này nè. Này bà con. Đây, trái cà na. Chấm với nước. Như vậy nè. Trái này nó chín đặc trưng là rất là thơm. Mùi vị của nó thì phải là rất khó tả. Nó thơm mà nhẹ nhàng, hơi chua chua, ngọt ngọt. Mùi vị nó nồng nồng. Hơi chát chát nữa. Do là cà na đầu mùa dù nó chín thì nó cũng có vị là rất là hơi ngọt ngọt nè. Chua chua nè, thơm rất đặc trưng riêng của trái cà na. À, chấm muối ớt nhàng như này. Mời bà con. Chua cay chát mọt. Ăn nó đã lắm. Bây giờ mình ăn lựa mình trái chín mình ăn không à? Bước trái xanh ăn thử. À chua. À, mời mọi người. Cà na ta chế biến nhiều món lắm, ta ngâm đường. Còn đây mình kìa với đường. Đâm nó không dính. Cái trời, tâm nó bằng đầu. Ta làm đủ món, ngâm đường. Thôi thì ta kìa đường. Ta làm mứt tùm lum đủ loại món. Không, đường gẹo cho hổ đã. Nè, mời bà con nè. Cũng đã. Để ăn mấy trái chua giờ ăn trái này nó hơi chua chua ngọt ngọt phê. Và chung là chị em là cực kỳ thích cái món này. Món này gây nghiện kinh khủng lắm. Mình cũng thích lắm. Đã. Ăn kiểu nó mua ghiền luôn rồi. Ăn kẹo rồi. Cà na mà đúng cà na truyền thống của Việt Nam nó chỉ có một mùa thôi, nó bắt đầu từ đầu tháng 7 cho tới tháng 11
là nó sẽ hết. Bắt đầu đầu mùa thì ví dụ mấy trái nhỏ nhỏ ha, trái nhỏ nhỏ giữa mùa sẽ là cà ná chín bự, có trái bự nó bằng nửa quả trứng gà hoặc cái chân cũng được, cũng kêu lắm trái bự nó chín nó có bốn chân nè, bằng bốn chân này chụm lại. Nhưng mà trái ràng bự là chua, cái hột đó nè nghe không. Chấm quậy này à, trời ơi đám vô mất đi luôn. Nhưng mà đi ngoài đường mà dân dã mà gặp mấy trái cà na sống á, trời ơi chộp ngay chấm với muối liền, nhai sột 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 chua thì thôi luôn, đã nè cho nó quẹo. 3 tuần nay mình bận công việc này nọ rắc rối mệt quá không làm mà mất rồi, là 2-3 bữa không nghỉ, đi ngang đường thấy cả nó chín về rồi quốc liền. Ăn thấy cả na là biết là ăn hồi thế nào cũng bị cồn cào ruột gan đó. Nhưng mà thấy là phải hiền là phải ăn ăn đã thế đã thế nào nó cũng bị, nhưng mà phải ăn cơm trước nha, đã mình ăn cơm thì không có lo cái vấn đề này. Cái này ngâm đường cũng ngon lắm, mình không biết làm, mình biết cái này xào đường không. Ôi. Không phải là ăn quên không mệt mọi người. Xin lắm mọi người ha. Mọi người ha. Rõ 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 rõ. Đã không? Món này mà ngồi buồn buồn mà ăn chơi không ngồi tắm chóc thôi luôn. Thầy luôn. Đã. Mình về miền Tây mà phải ăn từ học tháng 7, tháng 8, tháng 9 đi bẻ cà na thôi. Đám trái nó mọc đầy kênh nhỉ. Dòng 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 nó mọc nhiều lắm. Mà ra sai kinh khủng luôn. Đã. Mình thì thích là dạng kiểu nếu người ta khía rồi khía dọc dọc thân xong người ta ép ép nó ra nước hết nó chua nó chát đi, còn đây mình phải thích bên ngoài ngọt thật ngọt, bên trong là phải chua chua chát chát tí mới chịu chứ không là nó mất vị không thích. Mọi người hơi nóng. Đã. Ăn kiểu này nó mới đã thèm. Múc cho mùi này. Để làm bao con trái này. Chết chết miếng đường nữa. Đó. Ngủ, ngủ. Nhắc là đợi miệng ấm xuống. Ăn á, ăn cà na không? Ăn cà na sống trước xong ăn cà na đường được, chứ ăn cà na đường trước xong quay sang cà na sống ăn lộ. Trời ơi trời, chua chát mặn cay chịu nổi. À, mọi người à. Thấy không? Nó quẹo quẹo đó, trời ơi nhỏ, nhỏ như miệng thôi này.
nhắc lòng bố cháu rồi mày ăn xuống. Mày bà gọi nè. Đã phê quá, phê rồi con này. Món này chị em thích thôi con. Người nào thích đã hơi lớn lớn thích, còn già hơn còn càng thích hơn nữa. Mày mọi người nè, chết rồi đó rồi. Ngọt lạ, phê, chua chua ngọt ngọt chát chát, nóng. Giờ người ta có giống cả na Thái, trồng ra quanh năm luôn. Trái cà thấy to kiểu kiểu nhá nhá như kiểu là giống xoài Thái mà to bự nhưng mà không có chua. Cà na Thái nó phải to bự nhưng mà không có chua, mình không thích. Không phải là không thích mà không thích lắm, tại vì cà na là phải chua, đặc trưng là phải chua, chua phải chát nữa cơ. Chấm với muối ớt thật là cay, ăn nó mới thật là phê. Nhưng mà ngọt quá mất vị hết. Xin chào mọi người nha. Mọi người thích á, hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha. Bye bye, xin chào mọi người.